Seri 10 tội ác quyển 5 phần 5, đánh cược cả cuộc đời. Chương 1, Tà thuật giang hồ. 20 năm trước, Mã Hữu Chai là một hòa thượng. 10 năm trước, Mã Hữu Chai là một đạo sĩ. Hắn ta đi theo gánh xiếc của ngón cái suốt 10 năm trời, chuyên biểu diễn các trò ảo thuật. Hắn dùng ngón tay nhóm lửa, niệm chú để quả trứng rỗng bay trong không trung, lừa bịp biết bao nhiêu người. Dùng tay nhóm lửa thực ra rất đơn giản, mang trộn Kali Clorat với Lưu Huỳnh, Mỗi loại 50g, rồi dính lên các ngón tay Khi chiếc đèn vừa tắt, vẫn còn đang bốc khói Bất đèn vẫn còn chút lửa tàn Dùng ngón tay đã dính sẵn hỗn hợp trên vào Ngọn đèn sẽ cháy trở lại Ở tương Tây có ông thầy Mo giả thần giả quỷ Vẽ một cây đèn trên tường, rồi dùng que diêm đốt cho đèn sáng Thực ra, trước đó ông ta đã khoan sẵn trên tường một cái lỗ bằng hạt đổ xanh Trong lỗ nhét một miếng băng phiến Khi làm phép, chỉ cần lấy diêm châm lửa vào chỗ ngọn đèn được vẽ trên tường cũng chính là chỗ nhét băng phiến, cây đèn sẽ lập tức phát sáng. Kali Clorat, KCLO3, một thành phần trong chế tạo thuốc nổ. Còn làm cách nào để quả trứng rỗng bay lơ lửng trên không? Điều đó dễ còn gì bằng. Đục một lỗ nhỏ trên quả trứng, lấy hết lòng trắng lòng đỏ ra rồi lấy bơm kim tiêm đổ nước xương vào bên trong, rồi dùng sáp bịt kín bên ngoài. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, quả trứng sẽ từ từ bay lên. Điều phiền phức của trò này nằm ở chỗ phải đi thu lượng nguyên liệu. Mùa hè mã hữu chai phải chạy ra đồng ruộng vào sáng sớm hứng sương, hắn cầm trong tay một lọ thủy tinh, trung trung cành lá, hứng lấy chỗ sương sớm ít ỏi. Trong lúc hứng sương, hắn cũng bị chính thứ nước kỳ diệu này làm ướt sũng. Sau khi gánh xiếp giải thể, mã hữu chai trở về làng quê của mình. Trong làng có một bà bói chuyên lên đồng, mỗi lần đi ngang cửa nhà bà ta, mã hữu chai đều phải chửi vài câu mới sướng miệng, con mụ chết dẫm, đồ nghèo kiết xác loại giả thần giả quỷ hắn ta còn suối ba đứa con của mình đi qua nhà mụ ta phải nhổ bọt cho bỏ tức trong làng không ai dám động đến bà bói vì những người ở đây đều giữ gìn sự tôn kính với thánh thần một hôm trời cao nắng đẹp bà bói đứng tựa cửa cắn hạt hướng dương mã hữu chai ngang qua hỏi sao hôm nay không hành tội nữa hả mụ bà bói nguyết một cái rõ dài biểu môi ngảnh đầu sang một bên tiếp tục cắn hướng dương mã hữu trai thấy vậy dừng lại chửi tục một câu con mẹ mày bà bói xí một tiếng rồi ngảnh cổ sang một bên khác tiếp tục cắn hướng dương mã hữu chai lộn tiếc xông lại đẩy bà bói vào trong nhà đóng cửa lại cưỡng bức mụ ta kể từ đó hai kẻ độc thân dọn về sống cùng nhau trong trái tim họ ít nhiều cũng có chút lửa đang nhen nhóm bà bói đã quá bộ nhiều năm mã hữu trai ham muốn điên cuồng điều đó đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình hai kẻ cô độc trở thành một gia đình. Bà bói có hai đứa con, mã hữu trai có ba đứa, năm đứa trẻ cần chăm sóc khiến áp lực cuộc sống tăng lên gấp bội. Mã hữu trai không thể không sách quốc lên, bắt đầu lại từ đầu công việc ruộng đồng, những lúc nhàn rỗi hắn cùng bà bói, chấn yêu diệt quỷ, trừ tà đuổi ma. Hắn phải đóng vai đạo sĩ là vì tóc hắn đã mọc dài trở lại. Mã hữu trai và người vợ được làng xóm gọi là tiên cô thường xuyên được mời đi hầu đồng. Tiên cô đeo mặt nạ, đội mũ quan đầy màu sắc, người mặc áo lễ, eo treo chuông đồng, tay trái cầm trống, tay phải cầm dùi. Mã Hữu Trai đứng bên cạnh đánh trống cái làm nhịp. Tiên cô vừa nhảy múa vừa hát. A, a ới a. Tay trái cô cầm trống vang vương, trống tròn trống mỏng tiếng vang lại rền. Tang tính tình tang, tám sợi dây buộc, bốn sợi đan, lông cừu này kết ta mang sâu tiền. Tang tính tình tang tay phải cô dân Đông Hải Nam Sơn sợi roi chấn biển chấn non đương cầm thước hai chẳng nắng chẳng trường chỉ hồng cuốn chặt ngoài quàng chỉ xanh vải màu mấy giải buông mành tan tính tình tan các thần tiên qua đường xin dừng lại ý a tám dặm xa con đón ngài qua lối năm cây gần xin ngài đừng đi vội ở lại đây ngắm biển ngắm núi đồi ngoài cửa chính con treo lá cơ hội lối cửa trong con mắt giải lụa rồi thảm êm cũng đã trải rồi dẫn vào trong điện mong ngài ghé chân a à, ý là là a à. ngài muốn ở miếu xin mở miếu ngay nếu chẳng ưng thuận xin ngài về đây nhà con nằm ở phía tây cổ lầu xưa cũ vẫy đây vẹn toàn mắt trần con đón giá loan hoa hồ lô trắng đầy vàng nở bung ngày nào loan giá xuất cung ngang qua bổn điện xin dừng lại đây đa phần những lần lên đồng như thế thánh về thường là chung quỳ cũng có khi là quan âm bồ tát chủ yếu còn xem nhu cầu của tín chủ nếu tín chủ đang bệnh bẹp giường thì thọ tinh nam cực tiên ông hoặc diêm vương sẽ về ngọc hoàng đại đế thường không xuất hiện trừ khi gia đình tín chủ cực kỳ giàu có một lần bà ta lên đồng lâu quá thấy đói bụng liền mời thần vĩ hỏa hổ về trong nháy mắt, bà ta như một con mảnh hổ thực thụ, nhảy ngang nhảy dọc, vồ lấy cống phẩm trên mâm mà ăn ngấu nghiến. Chú thích Trung Quỳ, một vị thần trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, có thể trừ ma diệt quỷ. Thọ tinh nam cực tiên ông, một trong ba vị tiên, Phúc, Lộc, Thọ, ở chốn bồng lai. Vĩ hỏa hổ tên một chồng sao thuộc Đông Phương Thanh Long, một trong tứ tượng, trong Nhị Thập bát Tú, 28 chồng sao, nằm trên thiên xích đạo theo cách chia của thiên văn học Trung Quốc cổ đại sau khi lên đồng, mã hữu trai ngoài việc thu gom tiền lễ của gia chủ, còn lấy ra một túi tàn nhang bán cho những người đến xem với giá của loại linh đơn chữa bách bệnh. mã hữu trai thấy mấy trò này quả dễ vơ tiền, liền đẻ một chiếc kiếm gỗ đào, giả làm đạo sĩ chuyên vẽ bùa bắt ma. hắn ta có thể khiến chiếc vỏ trứng rỗng bay trên không trung, biết dùng hai ngón tay nhóm lửa, thì lo gì không lừa được dân đen. những ngón nghề tạp kỹ xưa của hắn lợi hại hơn nhiều so với trò lên đồng của mụ vợ rồi hắn thành vị, bán tiên, nứt tiếng thấp xa gần. Chỉ những ai dám bỏ món tiền lớn mới mời nổi mã, bán tiên. Lần nọ, một ông già từ tỉnh khác bỗng dưng tới tìm hắn, vừa vào đến cửa đã móc ra 2.000 tệ đặt lễ, nói con trai mình trúng tà, nếu bán tiên có thể chữa trị được, con trai ông ta khỏi bệnh sẽ hậu tạ thêm 3.000 tệ nữa. Ông già kể lại sự việc quái đảng xảy ra với gia đình mình. Ông ta họ lý, đấu thầu một hồ cá lớn trên thị trấn, Mấy hôm trước, con trai ông ta đến hồ cá bơi mấy vòng, khi về nhà thì bị trúng tà, ánh mắt ngơ ngác, nói năng chậm chạp, cứ như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Nghiêm trọng hơn cả, con trai ông bỗng dưng rất sợ nước, thậm chí không dám rửa ráy mặt mũi chân tay. Ông ta đưa con trai đến khắp các bệnh viện khám chữa, nhưng các bác sĩ cũng đều bó tay. Mã Hữu trai nghe xong thì gật đầu, nói: "Thế là rõ rồi. Nó bị quỷ nước nhập rồi." ông già họ lý lo lắng hỏi liệu có đuổi nó đi được không ạ à? mã hữu chai trả lời không đuổi được trừ khi bắt được nó ông già họ lý sợ sệt hỏi bắt được con quỷ đó rồi phải làm sao ạ à? mã hữu chai điềm tĩnh đáp chiên dầu ngày hôm sau trong sân nhà ông già họ lý người ta đặt một vạt dầu lớn bao nhiêu người trong thị trấn đều tới xem những đứa trẻ nghịch ngợm còn trèo cả lên cây cao bên ngoài mà theo dõi mã hữu chai cầm chiếc kiếm gỗ đào mặc bộ đạo bào, sau lưng đạo bào theo bức hình âm dương thái cực, từng lọn tóc của hắn bay nhẹ theo gió, trông cũng ra cốt cách nhà tiên đáo để. Mã hữu chai nhìn vào vạt dầu, rồi bảo ông già họ lý chuẩn bị thêm chút củi khô nữa. Chỉ một lát sau, vạt dầu đã sôi, lớp dầu trong chảo sủi lên cuồn cuồn. Mã hữu chai thò tay vào trong vạt dầu sôi, mọi người đến xem đứng kính sân đều vô cùng kinh ngạc. Mã hữu chai vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không có việc gì, nói, nấu thêm nữa đi, cho nhiều củi vào, thổi lửa to lên. Thực ra, vạt dầu đó không hề sôi, nhưng mã hữu chai đã bí mật bỏ vào đó một ít bột hàng the, khi xảy ra phản ứng hóa học sẽ sinh ra chất khí, chất khí nổi lên khỏi mặt vạt dầu khiến người xem tưởng dầu đang sôi, nhưng thực tế nhiệt độ vạt dầu còn rất thấp, không thể gây ra thương tích cho cơ thể người được. Mã hữu chai bảo con trai ông lão họ Lý nằm trên một chiếc chiếu, sau đó vẽ một lá bùa ra giấy, đặt lên trên ngực con trai ông lão họ Lý, bảo cậu ta nhắm mắt lại rồi dặn cậu ta nhất định không được mở mắt ra. Mã hữu chai rửa sạch tay, đốt nhang, bắt đầu hành lễ, xung quanh im phăng phát, chỉ còn tiếng đọc thần chú của mã hữu chai vang vọng. Hắn vừa đọc vừa đi quanh chỗ nằm của con trai ông lão họ Lý. Bỗng nhiên, mã hữu chai hét lên một tiếng lớn, rồi dán một chưởng mạnh xuống lá bùa, trên lá bùa bỗng xuất hiện ngay một dấu tay đỏ như máu. Hắn cầm lá bùa lên, xiên trên chiếc kiếm gỗ đào, hả hê nói với mọi người, bắt được rồi. Tay trái mã hữu chai bắt quyết, tay phải cầm kiếm, hắn thần tốc lao mũi kiếm về phía trước, áp lá bùa xuống hương án, rồi thu kiếm về trước ngực, mắt nhìn chầm chầm vào lá bùa. Lúc đó, hắn thở hắt ra mệt nhọc, có vẻ bắt ma là công việc vô cùng hao tâm tổn sức. Một lát sau, mọi người thấy lá bùa bắt đầu bốc khói, rồi cháy bùng lên. Mã hữu chai móc từ trong áo ra một nắm gạo nếp, vải lên hương án, những hạt gạo cũng cháy rụi. Cuối cùng, Mã hữu chai đổ đống trao bùa vào nồi dầu đang sôi, chiến dịch bắt ma đã hoàn tất. Dấu tay màu đỏ máu trên lá bùa thực ra chỉ là hiện tượng hóa học. Khi gặp môi trường axit, quỳ tím sẽ đổi sang màu đỏ. Mã hữu chai lợi dụng chính nguyên lý giảng đơn này qua mắt tất cả mọi người. Trước tiên, hắn phun một lớp dung dịch quỳ tím lên trên giấy bùa rồi phơi khô. Khi làm phép, hắn thoa một chút dung dịch axit loãng lên tay. Khi đập tay lên lá bùa, axit trên tay sẽ dính lại và làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Thế nhưng tại sao lá bùa lại bốc cháy được? Điều này cũng rất đơn giản, mã hữu chai trước khi làm phép đã rải một lớp bột màu vàng nhạt lên trên hương án, đó chính là natri peoxid, chất bột này khi gặp nước và carbonic sẽ bốc cháy. Hắn áp lá bùa trên hương án đã được rắc natri peoxid, rồi đứng làm bộ như thở dốc vì mệt mỏi, kỳ thực hắn đang thổi vào đó. Trong hơi thở ra có chứa carbonic và hơi nước, khi các chất này phản ứng với nhau và đạt đến điểm cháy lá bùa sẽ tự khắc bắt lửa nắm gạo nếp của hắn đã được trộn sẵn cùng lưu huỳnh khi lưu huỳnh gặp natri peoxid cũng sẽ xảy ra hiện tượng bốc cháy mấy hôm sau cậu con trai của ông lão họ lý cũng khỏi bệnh một cách kỳ lạ trở về với bộ dạng hoặc bác ngày nào việc bán tiên đến bắt ma đối với cậu ta là một sự an ủi và giải tỏa rất lớn về mặt tâm lý con trai ông lão họ lý khi đi bơi lặn ở hồ cá đã tình cờ nhìn thấy một xác chết dưới hồ điều đó khiến cậu ta vô cùng sợ hãi cái xác đó đã trương phình lên như một kẻ khổng lồ vùng ngang eo còn quấn một búi dây điện hai đầu dây điện đều được thắt chặt vào những tảng đá lớn cậu ta không biết người chết là ai cũng không biết kẻ nào đã giết người phi tan sát dưới đáy hồ để đỡ ám ảnh đêm khuya hôm đó cậu ta lôi cái xác lên bờ rồi mang chôn cất việc này cậu ta không hề kể với ai Năm 1996, bà bói qua đời, những đứa con của Mã Hữu Trai cũng đã lớn. Ngày 5 tháng 4 năm 1997, Thanh Minh có ba vị khách đến nhà Mã Hữu Trai, họ là Ngón Cái, Đinh Bất Tứ và Sơn Nha. Sơn Nha, chúng ta không gặp nhau mấy năm rồi nhỉ? Mã Hữu Trai, 7 năm rồi đấy. Ngón Cái, nhìn nhà cậu chẳng có gì ra hồn cả. Mã Hữu Trai, ôi giàu, sống cho qua ngày ấy mà đinh bất tứ giờ ông anh còn giả thần giả thánh nữa không mã hữu chai giờ này ai còn tin mấy trò ấy đinh bất tứ anh tôi mất rồi mã hữu chai mạnh đi giờ ở quê bán thịt chó đinh bất tứ tôi phải về thăm cô ấy một chuyến mã hữu chai ba xu đâu ngón cái ở hoa thành sơn nha lão ăn mày đó cũng khá lắm đấy bọn cái bang ở đấy đều phải nghe lời cậu ta Mã hữu chai, tôi có lỗi với anh, cứ nhìn cái chân này tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Sơn Nha, có gì đâu, cũng chẳng ảnh hưởng việc tôi dắt bao thuốc nhỏ phiêu bạc khắp nơi. Mã hữu chai, vẫn diễn xiết khỉ hả? Sơn Nha, giờ tôi đi theo ngón cái, phát tài rồi. Ngón cái, tôi kiếm được ít bột trắng ở quê. Đinh bất tứ, đi đường đó thì dễ kiếm to rồi. Ngón cái, không thể bỏ mặt cậu được, giờ chúng tôi muốn gọi thêm cậu nữa, cả ba su, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mã Hữu Chai, buôn bán ma túy hả? ngón cái, ở Vân Nam quê tôi, rất nhiều người đều làm nghề này. Mã Hữu Chai, tôi chẳng có vốn. ngón cái, không cần cậu phải lo khoản ấy, tôi còn nợ cậu nhiều. Mã Hữu Chai, thôi được, tôi và cả ba thằng con tôi nữa sẽ theo anh cả. khi Mã Hữu Chai rời khỏi ngôi làng, trời bắt đầu đổ tuyết. thực ra chúng không mang đi bất cứ thứ gì, mọi đồ đạc đều giữ nguyên tại chỗ. khi những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, vại dưa muối trong sân phủ một lớp tuyết trắng như lớp bụi thời gian phủ lên một thứ đồ cổ. trước năm 1993, ở vùng đông bắc chỉ rải rác vài kẻ buôn bán ma túy lẻ, chúng mua hàng từ phía nam rồi bán lại. kể từ năm 1997, mã hữu chai bắt đầu lũng đoạn thị trường ma túy khắp ba tỉnh trong vùng siêu lợi nhuận mà thứ hàng cấm này mang lại giúp mã hữu chai mua được nhà trong thành phố, mua thêm 10 mẫu đất, dựng đình xây lầu, vô cùng xa hoa. 20 năm trước, mã hữu chai là một hòa thượng, sau khi gánh xếp giải thể, hắn bắt đầu đi lừa bịp khắp nơi. Trên một con phố dài hai bên hàng liễu đang nở rộ, những cánh hoa bay dập dời theo làn gió, mã hữu chai khoác trên mình bộ đồ nâu giản dị của một tăng lữ, đi đôi giày vải màu vàng, khấu đầu trước cửa từng nhà một. Những cánh cửa gỗ, cửa sắt, những cánh cửa rộng sơn màu đen, màu đỏ, mỗi lần mở ra lại nghe hắn niệm một câu a di đà Phật, rồi hắn rút ra một quyển sổ công đức, bảo gia chủ điền tên tuổi, quê quán, sau đó mới nói mình đang đi quyên tiền sửa sang tôn tạo một ngôi chùa nào đó, mong gia chủ xả lòng từ bi. Hắn chấp hai tay trước ngực, cúi đầu, để lại dáng vẻ tưởng chừng từ bi chân thật, nhưng lại mang đi thứ tiền tài vừa lừa đảo được. Thời đó, những người có đức tin, có thiện tâm vẫn còn nhiều, nhưng càng ngày người ta càng đề phòng hơn. Mỗi khi nhìn thấy một hòa thượng hay một người qua đường gõ cửa, họ đã không còn muốn mở rộng cánh cửa đón chào nữa. Khi mã hữu chai đi khất thực, nhìn hắn thật từ bi và lương thiện, trên thực tế hắn là một kẻ tính khí vô cùng thô bạo và bị ổi. Khi còn ở Hà Nam, hắn từng dùng chiếc roi cuột trụng hết lá một cây non, 20 năm sau đó, trong giấc mộng của mình, hắn mơ thấy cây non đó đâm chồi trở lại. Khi cảm thấy vui, hắn thường cầm cây tích trượng, múa võ, mua vui cho ba đứa con trai của mình. 20 năm sau, cây tích trượng đã hang nghỉ, dựng dưới chân cửa sổ, trên đầu cây tích trượng như đang treo ánh trăng ngoài trời. Lý do tên hòa thượng giả đổi nghề thành đạo sĩ chúng ta đều đã nghe kể ở trên, đó là do tóc hắn đã mọc dài trở lại. Những tháng ngày mua thần bán thánh động lại trong hắn chỉ có một hình ảnh, dưới một gốc hồ đào, hắn ngồi trên tảng đá, lấy một cục đá nhỏ đập vỏ hồ đào mà ăn nhân. Ma túy giúp mã hữu chai trở thành phú ông chỉ sau một đêm, hắn dường như đã quên hết quá khứ, chỉ biết hưởng thụ những tháng ngày sung sướng hiện tại. Một chiếc răng của hắn rất đau, bác sĩ nha khoa nói, ông mã, cái răng này phải nhổ mới được. Hắn lừa mắt, quát, không nhổ, cút. Hắn là kẻ không có khả năng chống chọi với sự đau đớn. Hắn xách chiếc chùi y lên, đi lòng vòng quanh nhà, tìm một chỗ có thể đóng đinh được. Sau khi đóng đinh xong, hắn buộc vào đó một sợi dây rất chắc rồi mắc một đầu vào chiếc răng đau của mình hắn đứng trên ghế nhắm mắt nhảy xuống đất kể từ đó hắn không còn thấy đau răng nữa chiếc răng sâu đã bị mắc lại trên sợi dây lắc qua lắc lại hắn trồng một chiếc răng vàng trên cổ đeo dây chuyền vàng nặng chịch tay đeo đồng hồ vàng bàn tay có ba chiếc nhẫn vàng trên người hắn từ đầu đến chân luôn lấp lánh ánh sáng của kẻ nhiều tiền về sau mã hữu chai bị chứng thoát vị đĩa đệm giải Giác Vàng này chỉ cảm thấy thoải mái khi ở tư thế quỳ, nếu nằm xuống hắn sẽ thấy đau đớn như nằm trên giường đinh, suốt đêm không chợp mắt được. Bỗng dưng hắn cảm thấy tư thế của mình hình như mang một hàm nghĩa nào đó, cũng từ lúc ấy hắn lờ mờ hiểu được thứ nghiệp ác nghiêm trọng mà hắn gây ra. Vị bác sĩ đầu tiên châm cứu, bấm huyệt cho hắn nhưng chẳng có tác dụng gì. Vị bác sĩ thứ hai dùng phương pháp sông nhiệt cục bộ, còn sử dụng các loại thuốc giảm đau như Voltaren dạng mỡ, nhưng tất cả vẫn không có tác dụng. Vị bác sĩ thứ ba khuyên hắn nên làm phẫu thuật nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng. Vị bác sĩ chỉ còn cách dùng 250 g phần 25% trộn với 10 g thuốc desamethason truyền trực tiếp vào tĩnh mạch. Khi truyền thuốc hắn cũng phải quỳ. Mã hữu chai đau đớn vô cùng, hắn nói với cậu con cả, đi. Cầm một gói bột trắng tới đây. Những kẻ buôn bán ma túy chắc chắn biết cách hút thuốc hắn nhón một ít bột cho lên tờ giấy gấp hai bên lại cho chảy vào giữa thành hàng một tay cầm giấy một tay khác bịt lấy một bên mũi bên còn lại để hít khói chỉ trong nháy mắt số hàng trắng đã bị hắn xử hết cảm giác thăng hoa từ việc hút thuốc phiện khiến hắn quên đi cơn đau đang hành hạ mấy hôm sau hắn bỗng nhiên khỏi một cách thần kỳ nhưng khoái cảm của việc hút thuốc phiện đã không còn như trước mã hữu chai bắt đầu đổi sang chích thuốc hắn lấy một đoạn rô quấn quanh bắp tay giống như cách các y tá chuẩn bị tiêm tĩnh mạch sau đó hắn cầm ống tiêm ngược lên trên cắm mũi tiêm vào ven ở cánh tay rồi từ từ tiêm thuốc viện vào được một chút hắn rút ngược máu vào ống tiêm rồi lại bơm vào cứ như thế tiêm sạch chỗ thuốc viện vào trong cơ thể những kẻ tới giai đoạn chích thuốc đã là giai đoạn nghiện nặng rất khó cai sau khi nghiện vài năm trên người con nghiện gần như không tìm nổi ven nữa khi đó chúng sẽ phải dùng đến cách đặt cố định một đoạn ống truyền dịch trên bắp đùi mỗi khi lên cơn nghiện chúng sẽ tiêm thuốc qua chính ống truyền dịp này trên bắp tay mã hữu chai đã chi chít những vết kim tiêm hắn chỉ còn cách tiêm ở hông mỗi ngày hắn phải cởi quần mấy lần mới dứt được cơn nghiện không còn cách nào cứu vãn ba đứa con trai đành phải quỳ xuống cầu xin cha mình cai nghiện cha cha không muốn sống nữa sao đứa con cả nói không mã hữu chai thờ ơ đứa con cả giật lấy chiếc kim tiêm mã hữu chai vội bò lại cầu xin, trả lại cho cha đi. Ba đứa con trai chỉ còn cách ép cha cai nghiện. Chúng nhốt mã hữu chai vào gian nhà ở sân sau, rồi cho một ông già ngày đêm trông coi săn sóc. Mỗi khi lên cơn nghiện, ông già sẽ trói chân tay mã hữu chai lại, nhét miếng dẻ vào miệng hắn để hắn khỏi cắn lưỡi chết. Ở Vân Nam có tên La Phát Vĩ, một lần lên cơn nghiện hắn mang cả tro cốt của cha mình ra mà hít vào bụng, tên Vương Quyên ở cam túc lên cơn nhưng không có thuốc, hắn lột phăng đồ chạy nhong nhong ngoài đường, rồi cắm đầu vào bãi phân, tên Trần Cẩm Nguyên ở Tứ Xuyên những lúc như thế thường chân tay co giật, gào khóc như ma đói. Một nhà trẻ gần đó vì sợ ảnh hưởng đến con trẻ đành phải chuyển đi nơi khác, tên Tào Tiểu Quân ở Quảng Đông lại có thói quen nuốt nắp chai, bật lửa, thậm chí là cả hai ngón tay của hắn đã chui vào bụng chỉ vì những cơn nghiện. Mã hữu chai chẳng mấy chốc đã gầy rộc, từ một người đàn ông trung niên phong độ và cơ bắp biến thành một bộ xương di động, ánh mắt mờ đục, nước mắt nước mũi giàn dụa không còn khả năng làm chủ sự bài tiết. Do sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng, tóc hắn bắt đầu rụng từng búi, sau một trận sốt cao, hai mắt hắn đã bị mù vĩnh viễn. Thuốc viện có thể phá hủy quy luật hoạt động sinh lý và hệ miễn dịch của con người, chỉ cần bị mũi đốt nhẹ một nốt, trên người con nghiện cũng có thể nổi cục lớn. Một tên nghiện đã ngồi tù kể rằng, hắn từng ngồi làm cỏ suốt một tiếng đồng hồ, khi đứng lên mới phát hiện các mạch máu của mình đã nứt ra trong thấy, máu từ trong mạch phun ra như súng bắn nước vì sợ hắn bị hiv nên chẳng ai dám tới gần mãi tới khi máu không phun ra nữa người ta mới tới đưa hắn đi cấp cứu mã hữu chai giờ đã là một kẻ mù lòa đối với hắn mà nói việc đi ngủ giống như rơi vào trạng thái hôn mê có lần hắn nằm ngủ mà hai mắt mở trừng trừng bất luận nhắm mắt hay mở mắt những gì hắn thấy được đều chỉ là một màu đen dưới sự can thiệp của các phương pháp cai nghiện bằng dược phẩm mã hữu chai đã dần cai nghiện được sau khi cai nghiện việc đầu tiên khi tỉnh giấc mỗi ngày là hút một điếu thuốc rồi chẳng được bao lâu hắn chuyển sang giai đoạn châm hai điếu thuốc nếu bạn thấy có ai đó kẹp hai điếu thuốc trên tay thì đó chính là mã hữu chai mỗi ngày hắn hút tầm sáu bao thuốc rồi lăn ra ngủ vì say chỉ tới khi trời tối mới thấy hắn tỉnh giấc mỗi khi tỉnh giấc trên tay hắn lại phải kẹp hai điếu thuốc mới thấy thỏa lòng ngoài hút thuốc hắn còn một sở thích nữa đó là khắc chữ trên đá khi thế giới khép lại một cánh cửa thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cả ngày hắn chìm trong tâm trạng khổ não và buồn bực. Một ngày nọ, hắn bảo con trai mua về mấy tảng bia đá, búa, đục và một số dụng cụ khắc đá. "Cha muốn khắc gì?" đứa con hỏi. "Kinh kim cương." Mã Hữu trai trả lời. "Nhưng mắt cha có thấy gì đâu? Liệu có khắc sai không?" đứa con hỏi. "Kinh nằm trong tim cha, làm sao khắc sai được." Hắn trả lời trong căn phòng tối tăm ở sân sau, những tiếng đục đẽo đá lạch cạch vang lên. Từng mảnh mạc đá bay tung tóe. Ban đầu, hắn khắc đá chỉ là kiếm việc làm cho có, đối với một kẻ mù mà nói, những công việc như thế này không phải để giải tỏa nỗi cô đơn, mà ngược lại, đó là để duy trì sự cô độc. Hắn dựng những tấm bia đã khắc xong ở ngoài sân, ngày này qua tháng khác, khoảng sân sau đã trở thành một khu rừng bia đá, một khu nghĩa địa chỉ có những tấm bia mà không có mộ phần và xương cốt cạnh sân sau còn có một cái hồ lớn trong hồ có đủ các loại cá chép cá trắm trạch lương ếch nhái trắng và cả những quả trứng vịt bị chìm dưới đáy ao một buổi sớm mã hữu chai mở cửa sổ hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ngoài đó có gì mà thơm thế hắn hỏi ông già đưa cơm hoa sen đám sen trong ao nhà bắt đầu nở rồi ông già trả lời ờ biết rồi mã hữu chai tự lẩm bẩm kể từ đó hắn lần lại chiếc áo cà sa ngày nào ngồi trong gian nhà tối gõ mỏ tụng kinh ngồi thiền trước đây hắn là một hòa thượng giả giờ này hắn đã thành một hòa thượng thật ba đứa con trai hỏi hắn vì sao lại làm thế hắn trả lời chuộc tội thay cho ba đứa đấy ba đứa con trai của hắn kết giao với không ít người có quyền có chức cũng làm hư không ít quan viên trở thành chiếc ô lớn che chắn cho hành động phạm pháp của chúng một vị viện trưởng viện kiểm sát tới nhà hắn làm khách sau khi uống say chạy ra sân sau, hỏi Mã Hữu Chai, ông này, tôi muốn hỏi một điều, Phật là gì? Mấy giờ rồi? Mã Hữu Chai hỏi lại. 11 giờ tối. Vị viện trưởng giọng nói đã ngà ngà, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, trả lời. Giờ này người ta đều ngủ say rồi đúng không nhỉ? Mã Hữu Chai hỏi. Chắc thế, cũng sắp nửa đêm rồi. Vị viện trưởng vừa nấc vừa trả lời. Có mang chìa khóa không? mã hữu chai hỏi có ông xem này vị viện trưởng rút một chùm chìa khóa bên hông lắc qua lắc lại trước mặt mã hữu chai mã hữu chai cầm lấy chùm chìa khóa ném thẳng xuống chiếc hồ cạnh sân sau ông làm trò gì thế hả chẳng phải ông muốn biết phật là gì sao đúng thế nhưng sao ông lại vứt chìa khóa của tôi phật ở nhà ông ấy tôi không hiểu bây giờ ông về nhà ai mở cửa cho ông người đó chính là Phật. Chương 2, Đao súng pháo Mã hữu trai có ba đứa con trai, thằng súng, thằng pháo và thằng đao. Bà bói có hai đứa con trai, thằng gào lớn và thằng gào bé. Ngày 16 tháng 6 năm 1998, chúng từng nói chuyện với nhau thế này. Gào lớn, nể mặt chú mã. Gào bé, hơn nữa, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Thằng súng, để mọi người đi theo, là hại mọi người. Thằng Đao, đây là tội chặt đầu đấy. Thằng Pháo, hai anh có dám giết người không? Ngày 19 tháng 6 năm 1998, một ông cụ cầm theo tờ báo đi vào nhà vệ sinh công cộng. 10 phút sau ông cụ đi ra, chúng ta đi vào, nếu để ý sẽ thấy trên tờ báo vừa được sử dụng qua loa ấy, sẽ thấy một dòng tin. Vào hồi 9 giờ 30 tối ngày 16 tháng 6, Tại khu vực đặt TV màn hình rộng ngoài trời của khu thương mại Huy Fa có hai đối tượng nam cầm dao không ngừng tấn công đám đông, gây hậu quả nặng nề, ba người chết hơn 10 người bị thương. Sau khi gây án, hai đối tượng đã lên một chiếc xe máy chạy về phía Đông Sơn, hiện vẫn chưa tìm thấy. Tối đó, khi các phóng viên tới hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa hoàn toàn cả một đoạn đường, hơn hai chục xe cảnh sát và mấy chục cảnh sát đang tiến hành kiểm tra hiện trường. Những người sống gần đó cho biết, chỉ cần thời tiết đẹp, bên ngoài khu thương mại Hui Pha thường có hoạt động chiếu phim ngoài trời để thu hút sự chú ý của dân chúng. Khoảng 9 giờ tối ngày 16 tháng 6, có khoảng 200 người đang tập trung xem phim tại khu vực này, nhưng chỉ một lát sau ở đây đã xảy ra thảm kịch. Anh Quách, một nạn nhân đến từ Hắc Long Giang cho hay, anh hiện đang làm việc tại một công xưởng. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc anh đang ngồi xem phim bên ngoài khu thương mại Hui Pha thì thấy xung quanh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, rồi có người hét lên, đánh nhau rồi đánh nhau rồi chạy mau anh không kịp nghĩ gì hơn vội vàng bỏ chạy nhưng có thể do chạy quá chậm bị kẻ tấn công đuổi kịp và đâm một nhát ngang sườn lúc đó anh chỉ kịp cảm thấy một cơn đau nhói như bị điện giật nhưng đến lúc chạy xa mới phát hiện vết thương bên sườn đang chảy máu rất may vết thương không quá sâu và cũng không ảnh hưởng tới nội tạng anh quách cho các phóng viên xem vết rách trên áo và vết thương của mình nói rằng đây chính là vết dao đâm trên chiếc áo vải vẫn còn lại vết rách rất ngọt, rộng tầm 2cm, trông giống như một vết kéo sắt mới cắt qua. Nghe nói có ba người thiệt mạng, anh quách tỏ vẻ âm trầm, lúc ấy mà chậm nửa bước, có khi. Theo những thông tin các phóng viên nhận được, một phụ nữ tầm 29 tuổi và một nam thanh niên tầm 20 tuổi đã chết ngay tại chỗ. Các phóng viên thấy xác một nạn nhân được đặt trên chiếc bàn bia bên ngoài khu thương mại. Cảnh sát đã phủ một lớp giấy trắng lên nhưng vẫn có thể nhận ra vũng máu lớn động dưới đất hơn chục người bị thương khác đã được chia ra và đưa tới cấp cứu tại bệnh viện nhân dân khu đông sơn bệnh viện nhân dân thành phố và viện đông y trong đó nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhân dân thành phố đã không thể qua khỏi và tử vong sau đó không lâu phía cảnh sát từ chối tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan do vụ án nghiêm trọng này đang trong thời gian điều tra khẩn cấp tính đến thời gian bài báo được đăng tải phía cảnh sát vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về việc bắt giữ các nghi phạm Lúc xảy ra sự việc có hàng trăm nhân chứng đã tận mắt chứng kiến thảm kịch, hai đối tượng cầm dao xông thẳng vào đám đông, dường như chúng không có mục tiêu tấn công rõ ràng nào cả. Một người phụ nữ bán trà sữa phía ngoài khu thương mại Huy Fa đã chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Cô cho biết lúc bấy giờ mọi người đang chú ý xem phim, bỗng xuất hiện hai đối tượng nam, một để râu tóc dài, một cắt đầu bằng. Mỗi tên cầm một chiếc dao nhọn và dài, tấn công từ phía sau những người đang đứng xem phim, những người có mặt ở đó vừa gào thét vừa bỏ chạy khung cảnh lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn mỗi người chạy một đường nhưng những kẻ tấn công dường như không có mục tiêu cụ thể cô thấy một tên đâm trúng một phụ nữ đang ôm con rồi rút dao đâm tiếp sang người đàn ông bên cạnh cả một khu vực như kiến vỡ tổ hung thủ vẫn cầm dao đuổi theo đoàn người đuổi kịp được ai thì chém người đó rồi tiếp tục tìm nạn nhân tiếp theo tới khi chém bị thương hơn chục người chúng mới chịu rút lui sau đó hai tên hung thủ chạy ra phía rìa đường nhảy lên một chiếc xe máy phóng về hướng đông sơn trích thời báo đô thị sáng nhà báo lâm huệ tổ chuyên án xin ý kiến một chuyên gia trinh thám hình sự đã nghỉ hưu chuyên gia cầm tập hồ sơ trên tay phân tích rằng các đầu mối phá án nên nhắm vào các thế lực xã hội đen trong thành phố hai hung thủ này rất có thể đang trong giai đoạn rèn luyện sự gan góc thử độ liều lĩnh của mình vụ án lần này chính là giấy thông hành để chúng được gia nhập băng nhóm trong các vụ án bạo lực điển hình, thường xuyên xuất hiện các trường hợp giết người vô tội, các phần tử phạm tội gây án chỉ để luyện tâm lý vững vàng. Tên Lưu Tân người Hải Nam từng giết một ông cụ bán diều, rồi lệnh cho các đồng đảng của mình chặt xác phi tan để chúng rèn độ gan lì. Tên Giang Hiệu quân người Tây An muốn dụ dỗ cảnh sát tới nhà mình đã tự bắn mấy phát súng chỉ thiên. Sau đó để tập cho mình trở nên tàn nhẫn hơn, hắn ra tay giết hại một người phụ nữ đến giao gas. Hai hung thủ trong vụ án lần này, tên trâu tóc dài chính là gào lớn, tên cắt đầu bằng là gào bé. những băng nhóm xã hội đen tại vùng đông bắc vốn nổi tiếng về độ ác độc và giả mang, trong các vụ án lớn từng làm chấn động trung quốc, có không ít vụ liên quan đến các nhân vật vùng đông bắc. đao, súng, pháo, ba thứ vũ khí này chính là hình tượng tiêu biểu nhất của xã hội đen đông bắc. từ một hạt đào có thể nhận biết cả vườn đào. Mã Hữu Chai đặt tên cho ba con trai mình bằng ba loại vũ khí trên có thể vì chúng chính là niềm hy vọng lớn lao của hắn. Buôn bán thuốc viện mang lại siêu lợi nhuận, nhưng chúng chưa bao giờ thỏa mãn với điều đó. Thằng súng lấy số tiền kiếm được từ chỗ hàng trắng, mở nhiều sòng bạc lớn. Thằng đao thì mở hàng loạt các vũ trường và trung tâm tắm hơi trá hình. Từ năm 1998 đã bắt đầu manh nha một tập đoàn tội phạm mang tính gia đình. Chủ yếu thao túng thị trường gái gọi và buôn bán ma túy. Gào lớn và gào bé chẳng mất bao lâu để có được sự tín nhiệm của ba anh em đao súng pháo. Chúng bắt đầu tập hợp hàng loạt những kẻ côn đồ và lưu manh đầu đường xó chợ. Sau nhiều vụ các băng nhóm xã hội đen đấu đá và sáp nhập, chúng dần dần nuốt trọn địa bàn, nâng cao thế lực. Chính trong giai đoạn này, chúng cũng gây thù chuốc oán với không ít nhân vật máu mặt. Trong đó có một tên trùng chuyên đấu thầu các công trình tên hổ vàng. Tên này từng nhiều lần tuyên bố sẽ phế trước bọn chúng. Hai anh em gào lớn và gào bé cầm súng đến tìm hổ vàng để giải quyết sự việc. Lúc đó hổ vàng đang ngồi uống rượu cùng một nhóm người, gào bé giơ súng, bắt cả lũ ngồi yên. Gào lớn vênh váo nói với hổ vàng, chẳng phải mày muốn giết bọn tao sao? Súng đây, thử xem. Gào lớn đưa khẩu súng trong tay mình cho hổ vàng, nhưng hổ vàng không dám cầm. Gào lớn thu khẩu súng lại, nhắm thẳng vào đầu mình, rồi lôi tay hổ vàng đặt vào cò súng chỉ cần mày bóp cò tao sẽ chết ngay tao cho mày một cơ hội cơ hội kết liễu đời tao tao đếm đến ba mày phải nổ súng một hai ba hổ vàng không dám bóp cò hắn không hề biết trong súng có đạn hay không kể cả hắn bắn chết gào lớn gào bé cũng nhất định không tha cho hắn gào lớn rút khẩu súng lại hỏi hổ vàng có phải mày nghĩ trong súng không có đạn không gào lớn dí súng vào đầu hổ vàng bóp cò súng. Tặc. Hổ vàng giật mình khi nghe thấy tiếng súng nổ không đạn, hắn quỳ sụp xuống đất, một thứ mùi hôi thối bốc ra, gào bé cho mày hỏi, mùi gì thế hả? Gào lớn nhếch mép, nói, nó sợ vải cả ra quần rồi. Chương 3, trá hình. Chúng ta bước ra khỏi khu nhà vệ sinh công cộng, nơi có tờ báo bị vứt lại sau khi sử dụng, đi về hướng Tây khoảng 60 cây số sẽ tới một ngôi làng. Trưởng thôn ở đây là ông Mã, con trai ông ta tên Tiểu Mã. Một ngày nọ, con trai ông muốn vào thành phố. Ông bảo cậu ta đừng đi, vì trong thành phố quá ư loạn lạc. Thế nhưng, cậu con trai nào nghe lời cha, vẫn một mực lên đường. Cuối cùng, tới khi mắc bệnh hiểm nghèo mới đành muối mặt trở về quê nhà. Tiểu Mã trở về nơi chôn rau cắt rốn, cậu ta không muốn phiêu bạc khắp nơi như một con chó hoang nữa. Trong khu rừng Bạch Dương đầu làng có những dấu chân thời thơ ấu, có căn lều lục sụp làm chỗ trú chân mặt trời khuất núi đằng tây đàn gia súc nhà bác hai của anh ta phải về chuồng cảnh đó khiến cậu ta mường tượng lại sự dâm loạn nơi thị thành tiểu mã có hàm răng trắng trước khi vào thành phố cậu ta thường ngồi đánh răng ở ngoài sân nước giếng không lạnh lẽo những con gà mái cục tắc nhảy ổ cốc tường mọc đầy những bụi sương rồng đang nở hoa đỏ rực hôm đó cậu ta nói với người cha là trưởng thôn của mình cho con ít tiền con muốn lên thành phố tìm việc làm Người cha buồn bã, cả nhà cả cửa có mỗi 500 tệ, còn phải để dành mua phân mua do, cỏ dại trong đồng mọc cao lắm rồi, cây bông lại bị nhện đỏ phá hoại, còn phải dành tiền mua thuốc phun nữa chứ, mày bảo mày lên thành phố để làm gì? Mày cũng chỉ là thằng nhà quê, ngày nào cũng chổng mông đánh răng sạch sẽ làm gì? Ăn được hả? Hay là uống được? Đầu óc tiểu mã căng như dây đàn, những dây đàn dường như đang bật lên từng khúc nhạc chói tai. Cậu ta ngồi xuống đất, im lặng, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, một sự phẫn nộ đang nhen nhóm. Mẹ cậu ta bước lại, lẩm bẩm mấy câu, tiểu mã, còn không đi làm cỏ đi. Cút! Cậu ta không làm chủ nổi mình, gào lên một tiếng rồi đứng phát dậy. Mẹ cậu ta và mấy bà hàng xóm mỗi lần chửi nhau cũng thích bật lên bật xuống, dậm chân xuống đất để trợ uy, nhưng mẹ cậu ta còn có ngón độc chiêu hơn, đó là vừa ngồi bệt dưới đất, vỗ đùi đen đét, vừa vỗ vừa chửi như hát hay. Tiểu mã ăn ngay một tát vào sau gáy. Thằng mất dậy, mày định làm phản đấy hả, cái đồ ngu như lợn. Trưởng thôn cũng chạy lại, cho cậu ta một bạc tay nữa, quát, mày vừa bảo ai cút hả. Đầu óc tiểu mã kêu lê o o, trong họng cảm thấy ấm ức như đang mắc nghẹn thứ gì đó mà không ói ra được. Trưởng thôn mã lại định nói thêm gì đó, tiểu mã quay lại đẩy mạnh cha mình một cái ngã dụi dưới đất khiến ông ta gãy mất một chiếc răng cửa, mãi tới khi chết cũng vẫn hỏng một lỗ. Tiểu mã bỏ lên thành phố, cậu ta thấy trên cột điện dán một tờ quảng cáo việc làm. Khu nghỉ dưỡng Hồ Hoa Thanh cần tuyển gấp vị trí nhân viên truyền thông, nữ và nam, nhân viên phục vụ cao cấp, nữ phục vụ phòng, nam phục vụ phòng, nhân viên massage sona, massage chân, yêu cầu ngoại hình khá, có tố chất tốt, lương cứng 3.000 tệ thưởng, có thể lĩnh lương trực tiếp theo ngày, bao ăn ở, có thể đi làm ngay sau khi phỏng vấn. Khu vực Hồ Hoa Thanh rất rộng lớn, có 3 nguồn suối nước nóng, trong bên ngoài có vẻ giống một khu nghỉ dưỡng bao gồm cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ẩm thực, giải trí, nhưng thực tế đây là một địa điểm trá hình, chuyên cung cấp cán dịch vụ đen một cách nửa công khai, đây cũng chính là nơi do đao lập ra. Hắn chính là kẻ đứng sau điều khiển tất cả, nhưng trên danh nghĩa nơi này thuộc quyền quản lý của gào lớn. Dưới chướng gào lớn có một người phụ nữ thường được gọi là chị Lan, chuyên quản lý hàng loạt các quản lý cấp dưới khác, những quản lý cấp dưới này thực tế chính là các má mì mỗi má mì lại có một nhóm các trai thanh gái tú, chuyên hành nghề sát thịt khác. Chị Lan tầm 40 tuổi, thích mặc váy da, trông rất phong tình. Ngẩng mặt lên xem nào. Chị Lan vì khói vào mặt tiểu mã mà hỏi. Cô ta ngồi trên chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc, trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe âm ỉ đâu đó tiếng nhạc từ vũ trường vọng lại. Tiểu Mã ngẩng đầu, nhưng mắt vẫn nhìn sụp xuống dưới. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 20 ạ. À đi tù bao giờ chưa? Tiểu mã vừa bất ngờ vừa sợ hãi trước câu hỏi vừa rồi, vội trả lời, chưa. Chưa bao giờ à. Chị Lan có vẻ hơi tiếc rẽ, cô ta luôn cho rằng những kẻ từng ngồi nhà lao sẽ thông minh hơn kẻ khác. Cô ta nhìn kỹ từ đầu đến chân tiểu mã, rồi dừng ánh mắt trước đũng quần cậu ta. Có muốn tìm một việc kiếm ra tiền không? Tiểu mã gật đầu lia lịa. Có biết mát xa không? Tiểu mã lắc đầu. Chẳng lẽ tôi phải cầm tay chỉ việc cho cậu sao? Chị Lan cười ranh mảnh, ánh mắt long lanh đưa tình. Tim tiểu mã đập thình thịch, dự cảm sắp xảy ra chuyện lớn. Lại đây cậu bé, ngồi lên lòng chị. Chị Lan đổi giọng ngon ngọt. Tiểu mã đứng chết chân không bước nổi. Chị đếm đến ba. Chị Lan bắt đầu đếm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đếm đến bảy, tiểu mã mới quyết định bước lại, rồi ngồi xuống đùi chị Lan chị lan ôm cậu ta vào lòng cười lên khanh khách bảo công việc của cậu chính là làm trai bao trai bao cậu hiểu chứ mấy hôm sau tiểu mã như lột xác từ một chàng trai nhà quê thành một mỹ nam trên người toàn hàng hiệu số lượng phụ nữ từng được tiểu mã massage rất nhiều nhưng thực sự xinh đẹp thì chỉ có ba người chị lan từng cầm tay chỉ việc dạy cậu những vùng nhạy cảm của phụ nữ từ tai môi cổ ngực dưới nách trốn tới mông đùi trên đầu gối lòng bàn chân chị lan cũng dặn cậu nếu họ vẫn chưa thấy thỏa mãn thì đành phải dùng đến chiêu cuối là những vùng kín đáo nhất thôi chị ta cũng dặn tiểu mã đừng bao giờ quên tiền qua vì những người đến đây đều là các bà lắm tiền nhiều của vị khách đầu tiên của tiểu mã là giám đốc vương một người phụ nữ mạnh mẽ sau khi công việc kết thúc cô ta bỗng vô cớ khóc lớn nước mắt người phụ nữ tuôn rơi như mưa khiến tiểu mã ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra Vị khách thứ hai là cô Tiền, vừa mất chồng không lâu vì chứng bệnh mất trí tuổi già, nhưng cô ta mới vừa 29 tuổi, một cô gái xinh đẹp như hoa đang độ nở gả cho một ông già lắm tiền trước giờ chẳng có gì là lạ. Cô Tiền lúc đầu còn hay đưa tiểu mã ra ngoài, thuê khách sạn cao cấp, sau đó thành thói quen nên đưa thẳng cậu ta về nhà, vì cho rằng ở nhà an toàn hơn bên ngoài. Cô ta vốn là mẫu phụ nữ coi trọng tiểu tiết, ví dụ như trong căn phòng khách quá yên tĩnh, Cô ta sẽ bật một khúc nhạc du dương cho đỡ trống vắng, lại tạo không khí lãng mạn. Con người đôi khi phải đối mặt với rất nhiều những lựa chọn chẳng phải là lựa chọn. Đứng trước một đống đĩa nhạc chất cao, có lần cô ta tiện tay rút một chiếc ra, bật lên lại là giai điệu của kinh kịch. Thích không? Cô Tiền hỏi Tiểu Mã. Chậm quá. Tiểu Mã nói. Thế thì chúng ta cứ chậm chậm vậy. Cô Tiền ánh mắt đông đưa. Cô ta ngồi xuống chỗ đối diện với tiểu mã, cầm lên một tách cà phê. Cách cô ta ngồi xuống ghế thật nho nhã, cặp mông từ từ đặt xuống ghế, không vội vàng, không dung tục. Cô mạnh dạn nhìn thẳng về phía tiểu mã. Khi đã ăn hết viên đường thứ ba, mà lẽ ra phải bỏ vào cà phê, cô ta như đang tan chảy, vén chiếc váy ngủ lên thật gợi cảm rồi nhòi người sang bên kia bàn trà, áp sát vào lòng tiểu mã. Tiểu mã thành thục đáp lại sự mời gọi của cô tiền, hôn lên môi rồi vuốt ve đôi tay đang không ngừng khám phá của cô ta. Chiếc váy lụa mềm mại tuột xuống đất thật nhẹ nhàng, nhẹ như chính giai điệu của khúc kinh kịch đang phát. Vị khách thứ ba là bà Triệu, một trùng thuốc lá giả, trên người lúc nào cũng lấp lánh vàng bạc châu báu, nhưng trông chẳng khác nào một con lợn già mấy lứa, bà ta còn không thích đánh răng, cũng chẳng ưa thay đồ. Bà ta vô cùng sủng ái tiểu mã, lần nào đến cũng chỉ chọn cậu ta tiếp khách, rồi ngồi vào lòng cậu nhõng nhẽo như một thiếu nữ đòi bao cậu ta luôn đến tận sau này. Tiếp những vị khách xinh đẹp như bà Triệu là một sự dày vò không hề nhỏ. Bà Triệu sức lực dồi dào, nhu cầu cao, hành sự xong bà ta còn muốn ra đại sảnh nhảy nhót một lúc mới thôi. Mỗi khi tới cuối tuần, đại sảnh chính là nơi náo nhiệt nhất. Rất nhiều người tới đây nhảy nhót, đặc biệt nhất là một khi bước vào đó sẽ được hưởng chính sách tự do sờ. Giữa đại sảnh lớn có một sân khấu trên đó lúc nào cũng không thiếu những màn biểu diễn hở hang và hạ đẳng từ múa cột nhảy thoát y thậm chí là cả màn xác thịt ngay tại chỗ đáng chú ý nhất là chương trình tuyển chọn người đẹp mười mấy cô gái trong bộ dạng nguyên thủy nhất sải những bước cắt quát hiện đại trên sân khấu cùng những tư thế khêu gợi để lấy điểm họ quẳng một bông hoa hồng về phía đám đông đang hô hào người cướp được hoa sẽ có quyền chọn bất kỳ một người trên sân khấu làm phục vụ miễn phí cho mình trong đêm đó Tiểu mã thường ngồi tại một góc của đại sảnh, từ trước tới giờ cậu ta chưa từng nghĩ trên đời lại có những cảnh tượng dâm loạn đến mức này. Một lần, có bông hồng chẳng hiểu từ đâu bỗng rơi trúng đầu cậu ta. Những tiếng hoang hô, gào thét lập tức chỉ về phía cậu ta, một đám gái chẳng mảnh vải che thân chạy lại chỗ cậu ta. Ả à, cầm đầu buộc tóc đuôi gà cao phía sau tỏ ra vô cùng hào hứng, có kẻ thừa cơ thò tay sờ lên đôi gò bồng đảo của mình mà cô ta cũng chẳng thèm để ý, cứ thế xông thẳng vào lòng tiểu mã, giọng the thế, bắt được rồi nhé. Chàng thích em nào, đêm nay em ấy sẽ phục vụ. Cô ta nói. Trong đám mỹ nữ trước mặt, cao quý có, gợi cảm có, hiền diệu có, đưa đẩy có, lạnh lùng có, đáng yêu có, tất cả như một làn sóng đang dập dần trước mặt, ánh mắt long lanh mời gọi, từng cặp môi như những cánh hồng đỏ mộng tỏa hương gọi mời. Tôi chọn cô. Tiểu mã nói với cô gái buộc tóc đuôi gà. Sau này tiểu mã mới biết tên cô ta là Ami. Một người là gái gọi, một kẻ là trai bao, sự gặp gỡ của họ là một trò đùa của số phận. Sự có mặt của họ trên đời lẽ nào là sự nhầm lẫn trong lúc nhào nặng con người của Thượng Đế, nhân cách của họ phải chăng là điều khiến Đức Phật phải bật khóc. Chẳng ai cần trả tiền cho ai, đêm đó trong tiếng sấm đổ rền và ánh chớp lấp loáng, Tiểu Mã và Ami lần đầu tiên thuộc về nhau. Từng có một đại gia hỏi Ami một cách chân thành, hỏi thật, Em có yêu anh không? Ami không cần suy nghĩ, trả lời thẳng thừng, không. Vì thế họ không cần kết hôn mà vẫn sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Sau một thời gian sống cùng, vị đại gia đã ngán cô đến tận cổ. Ami đành phải bỏ đi, tới thành phố này và trở thành một cô nàng làm nghề mát xa tiếp khách. Ami rất ấn tượng với tiểu mã, cô nói rằng tối đó khi chạy về phía tiểu mã, cô đã rất bất ngờ về một anh chàng đẹp trai đang ngồi trong góc đại sảnh đó là mẫu đàn ông trong mộng của cô. Tiểu mã chẳng mấy chốc đã rơi vào lưới tình, những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, cậu ta cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc mấy lời trăng gió đó là thật hay giả. Họ cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi ăn, mỗi đêm không cần làm việc họ lại ôm nhau nằm ngủ. Tiểu mã từng nghĩ đến việc sẽ cưới Ami, sống cuộc sống giản dị của một gia đình nhỏ nơi xóm núi, cậu ta vui sướng khi nghĩ đến hình ảnh cô giặt chiếc ga giường trắng tinh phơi dưới ánh nắng vàng ống ngoài sân sau. Chẳng bao lâu sau, một nhà báo bí mật ghé thăm Hồ Hoa Thanh, nhà báo đó tên Lâm Huệ, chính là người đăng bài về vụ thảm sát tại quảng trường Huy Ép Pha. Cô đóng giả thành một nhân viên thành đạt trong giới thương trường, rồi đăng tải mọi thông tin tìm hiểu được trong quá trình ghé thăm nơi đây. Mặc dù chị Lan có ô dù là những quan chức lớn trong ngành kiểm sát, nhưng Hồ Hoa Thanh vẫn không thoát khỏi việc bị kiểm tra và cấm kinh doanh. Hôm Hồ Hoa Thanh bị kiểm tra, trời đổ mưa, có người cầm bó hồng đẫm nước tặng cho Ami. Tiểu mã nấu mì ăn liền ở trong phòng, Ami bực tức xông thẳng vào phòng, ném bó hoa vào giữa chảo nóng, trên bếp vang lên một tiếng xèo lớn, ngay sau đó là một làn khói trắng khét lẹt bốc lên. Hóa ra, vẻ đẹp lại chân thực đến vậy. Đối với một kỹ nữ mà nói, hoa hồng không có ý nghĩa gì cả anh muốn rời khỏi đây, không làm nghề này nữa." Tiểu Mã nói. "Đi đâu bây giờ?" Ami hỏi. "Về quê." Tiểu Mã ngập ngừng. Ami bật khóc, nhưng rồi lập tức lau đi dòng lệ, nói, "Không quay lại đây nữa. Có kế hoạch gì chưa?" "Chưa." "Còn em?" Tiểu Mã rụt rè hỏi. "Hai chúng ta cũng tiết kiệm được ít tiền rồi, hay mình mở một cửa tiệm, làm ăn chân chính đi." Ami nói em có lấy anh không tiểu mã hỏi tất nhiên là có rồi cũng đến lúc phải lập gia đình rồi ami trả lời tỉnh bơ tối đó họ vẫn bên nhau như thường lệ nhưng dường như đêm nay khác hẳn bao đêm trước đó trong họ rạo rực một niềm hạnh phúc mới cuộc sống dường như có thêm chút thi vị thêm chút lung linh bất ngờ có mấy cảnh sát từ đâu ập đến theo sát sau đó là một nhà báo đang cầm trên tay chiếc máy quay phim tiểu mã và ami giật mình sợ hãi một cảnh sát tóm lấy đầu tiểu mã dưới xuống giường, quát, đến tìm gái đúng không? Không. Tiểu mã trả lời. Còn cô, gái gọi hả? Một cảnh sát khác hỏi Ami. Ami chỉ lắc đầu. Dù sao cũng không phải vợ chồng, đưa hết đi. Một cảnh sát chỉ huy tại đó ra lệnh. Chúng tôi là vợ chồng. Tiểu mã nói. Thế nhưng kết cục họ vẫn bị giải đi. Chương 4, bàn tay ma thuật. Năm 1983, một kẻ găm trên đầu con dao gọt hoa quả hiên ngang đi qua bảy con phố. Năm 1984, một nạn nhân của vụ tai nạn giao thông, trên mặt vẫn còn lấm tấm những mảnh thủy tinh vội vã chạy qua một khu chợ nông sản. Mồng một Tết năm 1990, trên đường phố xuất hiện một người vô cùng kỳ lạ, trên hốc mắt anh ta có hai viên xúc sắc do bị người ta găm vào. Đôi khi, sức sống của con người ngoan cường đến mức đó. Ban đầu, anh ta được đưa vào trong viện, sau khi về nhà nằm liệt giường nửa năm rồi qua đời. Lời di nguyện duy nhất anh ta để lại cho cậu con trai mình là đừng cờ bạc. Con trai anh ta tên Bảo Nguyên, hồi đó mới 16 tuổi, sau này trở thành vua cờ bạc, nổi tiếng thấp trong Nam ngoài Bắc. Sau khi chồng chết, mẹ của Bảo Nguyên vất vả một mình nuôi hắn lớn khôn, xây nhà lấy vợ cho hắn. Cả gia đình tưởng như đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Vợ hắn sinh một đứa con trai, Nhà hắn có một chiếc xích lô máy, hàng ngày hắn chạy dọc đường đê và các khu chợ mua bán đồ thủy sản. Một ngày, mấy gã bán cá túng tụng lại với nhau, một tên trong đó nói, chúng ta chơi tú lơ khơ đi. Câu nói đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Bảo Nguyên. Đó là một công xưởng đã bị bỏ hoang nhiều năm, trên những bánh răng bỏ lại mọc đầy dây bìm bìm, trong một gian chế xuất thậm chí đã có một gốc ngô đồng mọc quá đầu người. Lúc đó trời đang đổ mưa, những tên bán cá bỏ mấy chiếc xích lô máy lại bờ sông, cùng nhau chạy vào khu xưởng hoang tránh mưa. Một tên đưa ra đề nghị cả nhóm chơi bài, khi mọi người đồng ý tên đó lập tức tiện tay bẻ quạt thân ngô đồng xuống, đưa cho mỗi người một lá ngô đồng để lót dưới mông, rồi tất cả ngồi quay lại một chỗ. Bao Nguyên chỉ ngồi ôm khuỷu tay xem, khi cả nhóm rủ rê, anh ta chỉ cười, nói, không biết chơi. Nhóm bán cá chơi trò ba cây nói dối, đây là trò chơi bài đơn giản và phổ biến nhất, gần như ai cũng có thể chơi được. Đôi khi có kẻ điểm rất thấp nhưng nói dối giỏi nên lừa được cả đối thủ điểm cao. Mặc dù quy tắc đơn giản, nhưng đây thực sự là cuộc so bì thực lực, lòng dũng cảm, sự vững tin, mưu lược của kẻ chơi bài, đây cũng là một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Chỉ ngồi xem một lát Bảo Nguyên dường như đã nắm bắt được phần nào cái ảo diệu của trò chơi này. Một tên bán cá nói với hắn, "Ông em, cứ chơi đi, càng nhiều người càng vui." hắn bỗng thấy nhiệt huyết lên cao xoa hai bàn tay vào nhau nói thôi được hắn được di truyền cái ghen liều lĩnh và ham cờ bạc của người cha có máu đen đỏ giống như một người giữ lại một phần hình ảnh của mình trong quá khứ vậy trong công xưởng hoang rất nhiều mũi chúng đốt chi chít những vết đỏ trên da thịt hắn làm nổi lên từng tảng dày cục hắn lấy móng tay dây nhẹ những chỗ sưng cả một buổi chiều hắn ngồi hưởng thụ thứ cảm giác đau đớn mà khác lạ này tới khi trời tối mưa ngừng những kẻ buôn cá hô nhau giải tán, hắn cũng gật đầu vì lúc đó đã kiếm được hơn 2.000 tệ, đó là lần đầu tiên hắn sờ tay vào lá bài đen đỏ. Hắn đứng dậy, phủi mông, một chiếc lá ngô đồng rơi xuống. Kể từ đó, trong túi bảo nguyên lúc nào cũng bỏ sẵn một bộ bài. Hắn cờ bạc mọi lúc mọi nơi từ khu đất trống cạnh bến phà, trên giường nhà hàng xóm, đến những bàn ăn sang trọng trong quán đắt tiền, dần dần hắn không còn thỏa mãn với những ván cược vài chục tệ nữa, những tên bằng hữu giúp hắn liên lạc với các nhóm lớn hơn. Hắn càng lúng càng sâu, rồi dần dần thua hết số tiền mình từng tích lũy được. Hắn cho rằng vận mình không đỏ, nhưng sau này mới được một người nhắc nhở, hắn thua sạch là do trong lúc chơi bạc có kẻ gian lận, nhưng rốt cục gian lận kiểu gì hắn nghĩ nát óc cũng không giải thích nổi. Mặc dù vậy, hắn vẫn mê muội không chịu tỉnh ngộ, ngày ngày vay mượn khắp nơi rồi mang đi đốt vào bài bạc. Mẹ hắn phát hiện con trai mình dính vào cờ bạc, Bắt hắn về quỳ trước bàn thờ cha mà hỏi Mày có nhớ bố mày vì sao mà chết không hả? Chết vì bệnh Nhổ tuệt, tại ông ta cờ bạc đấy Giở trò gian lận bị bọn nó tóm được Chúng nó mới găm hai con xúc sắc vào mắt cho Mà mày có biết chúng nó găm vào bằng cách nào không? Biết làm sao được à? Dùng ghế nó đập vào đấy Bảo Nguyên hết tiền đánh bạc Xung quanh cũng không còn ai muốn cho hắn vay tiền nữa Hắn chỉ còn biết ngày ngày ngồi đó mà xem chúng bạn chơi bạc. Ngày 19 tháng 2 năm 1997, Bảo Nguyên nhặt được một chiếc bật lửa trên đường, kể từ đó vận mệnh của hắn đã rẽ sang một hướng mới. Chiếc bật lửa được làm bằng đồng, sau khi được mài nhẵn và đánh bóng, nó sáng loáng đến mức có thể soi gương được. Hắn ta vốn đầu óc lanh lợi, định lợi dụng việc phản chiếu hình ảnh trên chiếc bật lửa để nhìn trộm quân bài. Cũng có nghĩa là đặt chiếc bật lửa ở một vị trí thích hợp nếu chia bài ngang qua chỗ cái bật lửa thì hắn chỉ cần cúi đầu nhìn chiếc bật cũng có thể biết được quân bài của đối phương là gì hồi đó vẫn chưa có mấy trò lừa đảo bằng kỹ thuật chuyên nghiệp như bây giờ rất nhiều các đạo cụ trợ giúp quy trình gian lận đánh bạc đều chưa ai nghe qua và việc gian lận hoàn toàn dựa vào đôi tay và kỹ thuật xử lý của những kẻ trực tiếp tham gia mưu kế vừa rồi thực sự khiến bảo nguyên mở cờ trong bụng hắn tự mình thử nghiệm mấy lần chắc chắn tính khả thi của việc này rồi lẳng lặng bán mất ngôi nhà đang ở trong túi hắn nhét một chiếc bật lửa sáng bóng trong tim hắn có ngọn đuốc đang chực bùng cháy chỉ còn chờ chiếc bật lửa kia nhóm mồi lửa nhờ có trợ thủ mới này mà hắn có cơ hội chứng kiến những màn ăn gian xảo quyệt và đáng sợ đến không tưởng tại một tròng bao trong quán trà mấy ông chủ đặt cửa khá lớn ít cũng phải một trăm nhiều nhất là một nghìn tệ mỗi ván thắng thua phải tính đến mười mấy vạn lúc bảo nguyên đến họ đã vào cuộc khá lâu mọi thứ đang lúc nước sôi lửa bỏng những kẻ ở đó chào hỏi hắn một cách qua loa rồi để hắn nhập hội hắn châm một điếu thuốc rồi làm như vô tình quẳng chiếc bật lửa ra giữa bàn trước mặt tới lượt hắn xỉa bài hắn lợi dụng sự phản chiếu từ chiếc bật lửa nên biết hết quân bài của các đối thủ rồi dần dần hắn đã thắng một con số không nhỏ hắn chơi rất cẩn trọng khi trời sắp sáng hắn rút được ba con sáu bảo nguyên nghĩ bụng thời khắc quyết định thắng thua đã đến sau ván này kiếm lại tiền vốn rồi sẽ không bao giờ chơi nữa tiền trên bàn đã chất cao như núi một số người theo hắn vài ván đã bỏ cuộc chỉ còn một gã đàn ông mặc đồ tây cứ rút từng nghìn tệ một theo hắn các vòng bảo nguyên biết rất rõ trong tay đối phương là hai con ca và một con ba bích cậu còn bao nhiêu tiền người đàn ông mặc đồ tây hỏi hắn hơn bốn vạn bảo nguyên trả lời người đàn ông mặc đồ tây lôi ra bốn cọc tiền nói cứ từng nghìn một thế này mệt quá chúng ta lôi hết tiền ra một lần luôn đi có được không bảo nguyên hiểu đối phương đang định dọa cho mình sợ mà tự rút lui nhưng hắn nào sợ gì bảo nguyên ném hết số tiền có trên bàn ra nói được theo thì theo ông hạ bài đi người đàn ông mặc đồ tây hạ bài ông ta vừa lật bài từ từ vừa nhìn bảo nguyên nói cậu tự xem đi bảo nguyên há hốc miệng mãi đến tận sau này hắn vẫn không quên nổi ván bài của đối phương ba cây ca Rõ ràng lúc đầu hắn thấy đối phương có hai cây ca và một cây ba bích, nhưng không thể hiểu nổi vì sao nó có thể biến thành bộ ba ca được. Trên đường về nhà, hắn không một xu dính túi, còn mắc rất nhiều nợ, trời nổi gió lớn, bên ngoài rất lạnh. Mẹ bảo Nguyên vì trốn chủ nợ, đành bỏ về quê, rồi bất đắc dĩ phải ở cùng bà cô. Vợ hắn đưa đứa con trai về nhà ngoại tá túc. Bên ngoài tiếng pháo nổ tưng bừng, người người nhà nhà đang hân hoan đón năm mới, bảo Nguyên chỉ còn biết đau đớn, khóc lớn lên giữa đêm bảo nguyên đến nhà bố mẹ vợ tìm vợ con đứa con trai chạy ra mở cửa gọi hắn một tiếng cha người vợ tức giận véo đứa trẻ một cái sau đó vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi chửi mắng không được gọi hắn ta là cha đó không phải cha mày mày không có cha cha mày chết lâu rồi đứa trẻ ba tuổi đáng thương chỉ còn biết nhìn bảo nguyên bằng đôi mắt ngấn lệ nhiều năm sau đó hắn vẫn thường ám ảnh hàng đêm bởi ánh mắt tuổi thân của đứa con trai mình Kể từ đó, mọi câu chuyện liên quan đến Bảo Nguyên đều xảy ra ở Tha Hương đất khách. Dưới chân cầu quan cũ ở Giang Tây có một cửa hàng bán bóng bì, ông chủ tiệm đã bán hàng ở đó suốt 5 năm. Một hôm, cửa tiệm bóng bì của ông chuẩn bị đóng cửa dọn hàng, thì có một người trông vẻ hung tợn hầm hầm bước tới. Sau buổi tối hôm đó, không bao giờ còn thấy ông ta mở cửa bán hàng nữa, mọi tài sản cũng đã bị cướp sạch. Kẻ cướp đáng sợ đó không ai khác, chính là Bảo Nguyên giả sử trước mặt hắn có một dòng sông, hắn sẽ nhảy ngay xuống không ngần ngại. Hắn từng nghĩ đến việc tự sát, nhưng khi đứng trên cầu hắn lại nhục trí. Hắn nhìn dòng nước phía dưới, nhìn những đám mây bay trải bóng dưới dòng sông, nhìn những con cá bơi qua lại, nhìn người thuyền chài tung lướt. Có những loài cá không bao giờ có thể mắc lưới, vì chúng thuộc về bầu trời. Bảo Nguyên đi xuống chân cầu, ăn một bát bóng bì, sau khi đã no bụng hắn cướp luôn cửa tiệm, rồi bắt đầu cuộc sống phiêu bạc giang hồ. Khi ở Hà Nam, hắn từng vào làm bảo vệ cho một xưởng đồng. Khi sang Hà Bắc, hắn đến học việc tại một quán ăn. Rồi hắn đến Ngô Kiều, quê hương ngành xiết của Trung Quốc, bất luận là trong ngõ ngoài phố hay vào làng ra xóm, từ người già đến trẻ nhỏ mỗi nhân vật ở Ngô Kiều đều mang trong mình một ngón nghề tuyệt kỹ riêng. Một hôm, Nguyên Bảo đi loanh quanh dọc bến xe, bên đường có một nhóm người đang túng năm tụng ba, chen chúc nhau tới xem một lão què chơi bài. Lão què bốc lên ba cây bài, trong đó có hai cây cơ và một cây abic. Ông ta úp ba cây bài xuống đất, ai bốc được cây abic sẽ thắng cuộc, đánh to thắng to, đánh nhỏ thắng nhỏ. Do động tác của ông ta rất chậm, có là trẻ con đi chăng nữa cũng nhìn rõ mồn một vị trí của cây abic. Chỉ một lát sau, hắn đã thua không ít tiền, bắt đầu thấy lo lắng, miệng lãi nhãi "Hôm nay hình như toàn gặp cao nhân, tôi chơi ván cuối rồi xin rút đây." Ông già vẫn úp ba cây bài xuống một cách từ từ như bao lần mọi người thấy rõ ràng cây a bích đã nằm ở vị trí chính giữa một số kẻ thấy hơi vội vã đặt cửa bảo nguyên cũng đặt 10 tệ ông già lật quân bài ở giữa lên nhưng đó không phải là cây a bích không biết bao nhiêu người đã thua trong ván đó đây là một trò lừa bịp không hiếm gặp ở các vỉa hè đó chẳng phải ảo thuật gì chỉ là một trò tay chân nhỏ của những lão cờ bạc già đời cách làm của họ dễ khiến đối phương nảy sinh ảo giác mà đoán sai bảo nguyên ngày nào cũng đến bến xe Nói chuyện qua lại nhiều lần, hắn bỗng trở thành bạn thân của ông già ở đó. Ông già nói rằng mình là người vùng Đông Bắc, nhưng giọng nói lại đặc chất của phía Nam, ông ta đã bươn chải giang hồ hơn 10 năm, quen biết vô số. Một lần, Bảo Nguyên vừa được nhận tiền lương, hắn mời ông cụ ăn mày uống rượu tại một hàng bán phở bò tương đối nổi tiếng. Ông già cảm kích liền lôi ra biểu diễn một vài chi tiết cho Bảo Nguyên nhìn. Ông già đảo bài một cách thuần thục, còn biểu diễn cả màn đảo bài một tay, sau khi đảo xong ông ra chia cho bốn người bảo nguyên lật bài của mình lên mắt hắn sáng rực là ba cây ca ông già lật bài của mình lên cười một cách gian xảo ba con a à. ông già bảo bảo nguyên rút thêm một cây bất kỳ nữa hắn rút rồi lật lên không ngờ vẫn là một cây a à. bảo nguyên nghĩ rằng mình đã gặp được bậc thánh bài liền cầu xin ông già dạy hắn ông già nói không thể dạy không được phải đóng học phí chứ Nguyên Bảo lập tức lôi chỗ tiền lương mới nhận của mình ra. Hôm đó, ông già dạy hắn cách trộn bài, cách đổi bài, cách trộn bài. Bảo Nguyên như người say giờ bỗng tỉnh ngộ, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao từ trước tới nay mình toàn thua rồi. Bảo Nguyên hỏi ông già, ông giỏi như thế sao không đi đánh bạc kiếm tiền? Ông già trả lời, ha ha, không thể nói như thế được, đó toàn là mấy trò con nít trong giới này thôi. Trong đoàn siết đông phương ở Thượng Hải có một nhà ảo thuật, tên trần thế vinh ông ta mới là cao thủ thực sự bảo nguyên là kẻ sáng dạ ông già chỉ làm đi làm lại mấy lần hắn đã học lỏm được ngay các trò gian lận đó đều là các chiêu cơ bản của nghề này dân cờ bạc dù khó khăn đến đâu cũng có cách mò được ổ bạc giống như những con chó có sống ở chỗ nào cũng có thể đánh hơi ra phân vậy bảo nguyên sau khi luyện tập thành thạo muốn đi thử nghề một lần cho biết mặc dù đây chỉ là một số trò tráo bài cơ bản nhưng trên những ván bạc nhỏ cũng không ai nhận ra được bảo nguyên chỉ dựa vào mấy trò đó cũng kiếm được không ít tiền dần dần chẳng ai thèm chơi cùng hắn nữa hắn nghe một tên đồng hương nói ở thạch gia trang có một ổ bạc lớn dưới lòng đất ngay ngày hôm sau hắn đã lên đường tới đó những gì người ta biết về ổ bạc dưới lòng đất ở thạch gia trang thực chỉ như mỏm băng nhỏ của mỏ băng chìm bảo nguyên vốn rất tự tin vào ba trò mèo của mình hắn tự cao tự đại bước vào nhưng vừa định dở trò đã bị tóm những kẻ ở ổ bạc cũng không muốn làm to chuyện, chỉ dần cho hắn một trận như tử rồi thả đi. Bảo Nguyên nằm bẹp ở một quán trọ gần bến xe suốt nửa tháng trời, sau đó bắt tàu đi Thượng Hải, chuẩn bị tầm sư học đạo. Ông già què ở bến xe Ngô Kiều từng nói với hắn rằng ở đoàn xiết Đông Phương, Thượng Hải có một ảo thuật gia tên Trần Thế Vinh, hắn lên sẵn kế hoạch vừa đi làm thêm vừa từ từ tìm kiếm, không ngờ danh tiếng của Trần Thế Vinh quá nổi, nên chỉ hỏi mấy người lang thang ở Thượng Hải đã có ngay tin tức. Đoàn xiếc Đông Phương nổi tiếng khắp nơi, nhiều lần giành được các giải thưởng quốc tế lớn, Trần Thế Vinh là ảo thuật gia lão làng, đã đứng trên sân khấu suốt từ những năm 80 của thế kỷ 20, sở trường của ông ta chính là ảo thuật bài. Đoàn xiếc này ngày nào cũng biểu diễn ở nhà hát, khi Bảo Nguyên tới nơi vừa đúng lúc tới phần biểu diễn của Trần Thế Vinh. Trần Thế Vinh mở đầu bằng trò tay không biến bài, trong tay ông ta lúc đầu không hề có gì, nhưng chỉ một lát sau, những cây bài đã được ném ra đầy sân khấu nhưng các khán giả lại chẳng lấy gì làm bất ngờ, chỉ lắc đác vài người vỗ tay cho có lệ, chỉ riêng Bảo Nguyên đứng hẳn dậy vỗ tay tán thưởng. Trần Thế Vinh nhìn Bảo Nguyên rất bất ngờ, hỏi, người anh em này, cậu cổ vũ tôi như thế này quả là niềm vinh hạnh, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người một màn vô cùng đặc sắc. Ông ta lấy trong túi ra một bộ bài, rút ra một quân, ném lên không trung, quân bài xoay mấy vòng liên tục, khán giả đều ngước mắt nhìn, nào ngờ quân bài bay mãi, bay mãi rồi biến mất luôn không ai tin được một quân bài có thể dễ dàng biến mất trước mắt tất cả mọi người như vậy cả khán phòng không ai lên tiếng sau một hồi im lặng là tràng pháo tay vang dội trần thế vinh cúi chào khán giả rồi bước vào trong cánh gà bảo nguyên đi vòng ra phía sau tới trước mặt trần thế vinh rồi không nói không rằng quỳ luôn xuống đất cháu muốn bái sư học nghề bảo nguyên nói được cậu đăng ký tên đi trần thế vinh nhẹ nhàng đăng ký tên bảo nguyên có vẻ bất ngờ trong đoàn chúng tôi có một lớp bồi dưỡng ảo thuật tuần nào tôi cũng tới đó giảng bài trần thế vinh giải thích cháu không phải đến để học ảo thuật bảo nguyên nói thế cậu định học gì trần thế vinh hỏi cháu muốn học tráo bài bảo nguyên trả lời trần thế vinh cười nhẹ nhàng có vẻ không hề bất ngờ với câu trả lời này ông ta nâng bảo nguyên dậy nhìn kỹ từ đầu đến chân rồi rút ra một cây bài bảo bảo nguyên biểu diễn tất cả những trò mà mình biết cho ông ta xem trước mặt người thầy trong mộng bảo nguyên không ngần ngại dở hết các chiêu trò mà mình biết ra trần thế vinh xem xong nói tôi thấy cậu rất có khiếu cũng không đành lòng để phí mất một tài năng chỉ cần cậu đồng ý một điều kiện tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ điều kiện gì ạ à? bảo nguyên sốt sắng rất đơn giản chỉ có ba chữ thôi không cờ bạc trần thế vinh quả quyết bảo nguyên nghĩ ngợi một lúc đồng ý được trần thế vinh biểu môi lắc đầu nói cậu nói dối mặt bảo nguyên lập tức biến sắc vội vàng đáp không đâu ạ à. trần thế vinh lôi một con dao nhíp trong túi ra quẳng xuống trước mặt bảo nguyên nói cứ mấy hôm lại có người đến tìm tôi học nghề chỉ cần cậu đủ dũng cảm đâm con dao này vào lòng bàn tay phế đi một bên tay tôi sẽ nhận cậu làm trò còn không cậu cũng đi về theo mấy người kia đi bảo nguyên cầm con dao nhíp lên do dự một hồi lâu nếu học được ngón nghề tráo bài điệu nghệ rồi mà lại không được đánh bạc chẳng thà đừng học còn hơn nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ mình không đánh bạc không chơi trò tráo bài nhưng có thể đi bắt bọn tráo bài cơ mà ý tưởng đó như ánh chớp sáng lóe lên giữa trời đêm mù mịt soi sáng cho con đường phía trước của hắn cuối cùng hắn hạ quyết tâm cầm con dao nhíp lên găm phập vào mu bàn tay mình thế nhưng hắn không hề thấy đau cũng chẳng thấy chảy máu, con dao nhíp như một cái lò xo so thụt lũng vào trong cán dao. Thì ra, con dao nhíp đó cũng chỉ là một dụng cụ làm ảo thuật. Trần Thế Vinh chính thức nhận Bảo Nguyên làm đệ tử, đây là lần đầu tiên ông ta thấy một thanh niên dám cầm dao đâm vào tay mình như thế, dù gì ông cũng luôn muốn tìm một người đủ khả năng để truyền nghề. Ba ngày, Bảo Nguyên làm mấy việc vặt trong đoàn xiết, buổi tối, hắn cùng sư phụ học thuật tráo bài trần thế vinh kể với bảo nguyên rằng mình là người của hồng môn hội cha ông trước đây uy phong lẫm liệt vang danh khắp vùng không ai ở bến thượng hải không biết tên thuật tráo bài vốn là ngón nghề gia truyền của dòng họ trần thời đó tám kiếu lĩnh của nghề này là chánh đề phản thoát phong hỏa trừ giao chánh nghĩa là lợi dụng thuật tráo bài hoặc các kỹ thuật khác để làm giả một vài nhân vật tiêu biểu có tôn trung sơn tư đồ mỹ đường đề nghĩa là bố trí một ván bạc Phản nghĩa là lợi dụng các mối quan hệ xã hội mà kéo đối phương xuống bùn đen. Thoát, nghĩa là kiếm được tiền phải tìm đường chạy thoát. Phong, nghĩa là phái người tin cậy đi thăm thám tình hình. Hỏa, nghĩa là xử lý vấn đề bằng vũ lực. Trừ, nghĩa là xử lý vấn đề bằng đàm phán. Giao, dùng lời đồn đại khiến đối thủ trúng kế. Trần Thế Vinh nói, ảo thuật là thiên đường, còn thuật tráo bài là địa ngục. Ông nắng chỉnh từng ly từng tí thuật tráo bài của Bảo Nguyên, và luôn nhắc nhở hắn, chỉ những tên mới vào nghề mới phải dùng đến các đạo cụ, một khi bị bắt sẽ lập tức hiện nguyên hình, kết quả sẽ vô cùng thảm hại, không mất cánh tay cũng cục cẳng chân. Nhẹ thì cũng đi tông vài ngón tay. Bàn tay cầm quân bài phải thật tự nhiên, những tên lão làng chỉ cần nhìn bàn tay đối phương là biết ngay trình độ đối thủ, khi đảo bài phải nhớ tối kỵ dở các trò quá gây chú ý, càng đảo quen tay càng khiến người ta nghi ngờ, phải nhớ giả bộ như một người bình thường đang đảo bài vậy. Trần Thế Vinh còn dạy thêm Bảo Nguyên một số trò cao cấp khác và chút ít những kỹ xảo tráo bài hiện đại, bao gồm cả các trò dùng trong lúc chơi mạt trượt và bài cửu. Cảnh giới cao nhất của tráo bài chính là không tráo bài. Trần Thế Vinh nói. Nếu thế dựa vào đâu để thắng được tiền? Bảo Nguyên hỏi. Hên xui. Trần Thế Vinh trả lời. Các sòng bạc tại Las Vegas, Mỹ và ở Macau đều rất công bằng, không hề có trò gian lận nào, Lợi nhuận kinh doanh của bốn sòng bạc lớn nhất thế giới đều dựa vào tỷ lệ may mắn. Việc thắng hay thua của các khách chơi bạc đều do máy móc quyết định, mọi thứ dựa hoàn toàn vào số đen số đỏ của người chơi, nhưng đứng trên tổng thể mà nói, phần nhiều may mắn vẫn thuộc về sòng bạc. Sòng bạc thu lợi dựa vào một nhóm khách đánh bạc lớn, còn các con bạc, nếu cứ không ngừng dấn sâu vào quá trình đánh bạc, sẽ tạo ra một cơ số cờ bạc lớn, số tiền lợi ích ỏi kiếm được từ mỗi lần đánh bạc đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đứng trước tỷ lệ đền bù đã được cài đặt theo quy tắc có sẵn trong máy tính, các khách đánh bạc mỗi lần đặt cửa thì sòng bạc đều thắng nhiều thua ít. Người đầu tiên có tư tưởng tính toán tỷ lệ thắng thua trong cờ bạc là Sea Giordano của nước Ý sống vào thời Phục Hưng. Gần như ngày nào ông ta cũng đánh bạc, rồi dần dần kiên định suy nghĩ của mình rằng nếu một người cờ bạc không phải vì mục đích kiếm tiền, thì không có gì có thể bù đắp lại những thời gian đã hao phí vào đó. Ông tính toán xem khi cùng lúc tung ra hai con xúc sắc, thì xác suất nhận được kết quả nào là nhiều nhất, kết quả cho thấy đó là con số 7. Trần Thế Vinh nói với Bảo Nguyên, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, sẽ mãi tồn tại những nhân vật giỏi hơn mình. Một số nhà toán học, nhà vật lý, nhà hóa học đều có thể là cao thủ mà trước nay cậu chưa từng gặp. Ba tháng sau, Bảo Nguyên đã học xong nghề. Kể từ đó, hắn trở thành vua cờ bạc nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha